tiếp theo toàn thể các bạn. Hôm nay tiếp tục về thêm một đôi LS Pro Sao bán xịn nữa. Đấy, và có sự giúp sức không hề nhẹ là đại ca Công Nguyễn Audio. Đấy, Công Pro Audio. Đấy, lâu lắm rồi anh em có một con chiếc một bức này. Đây là các bác mua cái hàng gì một giá vừa vừa thì qua cửa hàng Công Nguyễn Audio nhé. Bên em thì có rất rẻ hơn nhiều. Lớn nhỏ tăng nhẹ thôi, nhưng mà có cái em không có thì em không có, có cái không có thì em phải có. Một sự giúp sức hết sức tuyệt vời luôn đến từ anh Công Pro Audio. Các bác nào chưa đăng ký kênh thì có thể qua xem bởi kênh của anh Công Pro Audio nhé. Thì anh em đang chở hàng về nhà, hôm nay là về một đôi LS Pro Sound và một đôi chiếc bãi thương tiện của Mỹ là của hiệu là Tung Vô Sao. Đấy, rất dùng tí mỗi ông một quả công thì một chiếc 40 và hai chiếc tầm 30, còn em thì chở được một chiếc 40 thôi. Đây, các bác xem nhá, tiếp tục về hàng. Hôm nay em về được súp 30 bãi xịn nha. Con này thì đẳng cấp rồi. Đấy, 30 đến từ thương hiệu là Tung Vô Sao, một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng tại nước ngoài, xịn sò. Đấy. Bát 30 từ 2100. Cái hàng này thì không phải bàn cãi rồi, anh em giới thiệu nhiều rồi. Đây là nguồn hàng nha, nguồn hàng đây thì em lấy từ Lào Cai nhá, em lấy từ nguồn Lào Cai. Nên là anh em bạn bè em thì em rộng khắp toàn quốc, nên là các bác nào có món gì để gần mà có thể là ôm được thì em sẽ ôm. Đấy, ví dụ như đôi này là ông anh em là ông bảo chú lấy 4 thôi đi. Cứ gạ lấy 4 đôi. Khổ lắm các bác ạ. Ông anh em ở trên đấy cứ gạo thôi chú lấy 4 đôi đi rồi ôi nha. Nói chung là em thì tầm này không muốn lấy nợ, chứ còn lấy một phát nợ thì đơn giản phải 30 triệu. Nhưng cơ bản là muốn cho nó sòng phẳng sức dứt khoát thì anh bảo là thôi, anh thấy chú cũng được, chú cũng thật, thế anh gửi một đôi 30 này với đôi này cho chú nợ. Đấy, cuối tháng chú thanh toán cho anh là được. Đấy, thì nói chung là nợ ngắn vài 30 ngày thì đơn giản. Bây giờ ông to ông lớn nào nào mà ăn mà trả nợ, đúng không ạ? Đấy. Hôm nay tiếp tục về hàng nha các bác nhé. NS Pro Sound ARCS. Đấy. Hôm qua em đã làm phân tần của mẫu loa này lên, nghe tiếng sướng lắm các bác ạ. Nghe tiếng của nó thì không còn cái gì để mà kêu luôn. Tiếng hay cực kỳ luôn. Nhưng mà cái dòng này là phải súp khủng thì mới theo được nha. Chứ các loại súp vỡ va vỡ vẩn em nói thật các bác nha, không đủ trình để mà đánh được đâu nha, súp vũ vẩn không chơi được đâu. Con này khủng lắm. Hôm qua em mở ra là khóa ra con này nó sử dụng củ tép đây, tép 750 này, nhưng mà cái côn của nó tép là côn dây dẹt này, côn nhôm còn dùng côn dây dẹt nữa thì hay tuyệt vời luôn. Còn đây là cái súp 30 nha, súp hơi 30 nhưng mà từ to côn lớn lắm, khủng luôn. 30 tới 200. Nói chung là nguồn hàng anh em cả nước thì lấy mỗi chỗ một tí thôi, chứ không có phân chia vùng miền đâu. Đấy. Power handling là 450W. Đấy. Công suất gọi là đánh được con loa này là 450W. Đánh căng tầm 500W. Đấy. Súp hơi 30 từ 2200. Loại này nó đánh tiếng cho thì kinh rồi. Loại này các bác chơi gia đình thì cũng phải gọi là tuyệt vời luôn. Đấy, hôm nay báo cáo với các bác là có hàng về nhá. Còn review chi tiết thì em sẽ review trong lần sau. Đấy, hôm nay hàng về nói chung là cũng rất là phấn khởi, cũng rất là thích thú và cũng rất là sướng. Nên là đây là tiện quay này, nếu mà có anh em nào mà muốn lấy nguồn hàng chung cái chỗ em thì xác định làm ăn lớn mà lâu dài ấy, thì em sẽ cho nguồn hàng, em không tiếc gì cả. Em bảo rồi, anh em nếu mà thợ cùng làm nhá, cùng bán hàng nhá, giúp được thì gì, cái giúp được cái gì thì em giúp. Còn nếu mà anh em đang lấy nguồn rất là tốt rồi mà còn đòi hỏi này nọ nữa thì em không hỗ trợ đâu. Chứ còn nhiều anh em là kiểu nhận vơ lắm. Cũng bán lẻ thôi, nhưng mà nhiều anh em là kiểu nhận vơ. Em gặp 3-4 trường hợp anh em rồi. Anh em cũng bán hàng nhưng mà nhận vơ. Gớm hàng không có thì bảo là hàng em có rất nhiều. Xong là không cấp hàng trong này, không cấp hàng trong kia.
cùng nguồn lấy hàng nhưng lại giá bốc phét, là bọn em giao hàng toàn quốc, giao lại cho thợ đại lý nhiều lắm, lại này lại kia. Em nói thật các bác, nhiều anh em kiểu như là kiểu giang hổ mõm ấy, nói thôi nhưng mà thật ra là không làm được. Đấy, súp hơi 30 một thùng to đấy, tiện tiện đây em lấy kia thước để em đo luôn cho các bác sướng nhá. Đấy, em làm nó cứ thật đâu, về sau nó quay vậy. Nên là vợ vừa nhờ được sếp GoPro Audio vận chuyển hộ một tí, thì giờ anh đã chạy đi lấy thêm hàng rồi. Nguồn hàng của sếp công thật ra em cũng cho thôi. Đấy, con này mặt trước là 40 này, sâu là 36 này, và cao đây là vào 57, cao 57 nhá. Không phải cao Hoàng Mai đâu, cao gì ở đấy, anh cao thì anh toàn hàng đắt tiền em không chơi được đâu, khổ lắm. Nhiều các bác cứ hỏi. Đấy, còn cái thùng Super Ray thì em sẽ đo luôn này, sâu của nó là vào 64-65 cm, mặt trước này, mặt trước là 44 cm, cái mặt đằng sau đây thì em sẽ cố quay cho các bác là vào 19-20 cm. Đấy, còn cao lại cao đây là vào 83 cm, ok chưa. Đấy, thông số của nó khủng khiếp nhá. Con bát trong cái loa này là 40. Đấy, rồi quay review thế thôi nhá. Các bác nào quan tâm đến đôi súp này thì liên hệ trực tiếp, cái này em sẽ review trong clip lần sau. Hôm nay báo cáo các bác là có hàng về. Đấy, quay mà các bác nhìn thấy cái tên của người gửi thì thôi cũng thông cảm, bởi vì anh làm rất là lớn, em rất là quý anh ấy, mà anh cũng rất là quý em. Đấy, phải anh em quý nhau nào mới cấp hàng cho mà chưa lấy được nhìn nào đúng không ạ? Em bán hàng thật lắm, giúp được cái gì giúp được thì thôi. Có cái em biết nhưng có cái các anh biết. Các bác nhiều cái cũng có khi biết hơn em, nhưng mà nhiều cái các bác có khi không biết bằng anh em chúng em. Đấy, nói chung là nếu mà thợ trong nghề là đa số là cái gì cũng phải biết. Chứ còn gọi là hàng chưa về đến nhà đã đi hết sạch rồi, hoặc là hàng mới về đến nhà không lau chùi dọn dẹp, không vệ sinh, không làm cho nó tương đối đẹp, xong là đăng lên giới thiệu thế này thế kia nó cũng bình thường. Nhưng bên em làm nó phải theo tiêu chuẩn nha. Chứ không phải là thấy cái hàng này thương hiệu thế nọ thế kia về xong quay loạn lên mà ruột gan linh tinh, quấn loại sửa rồi bên em nói luôn. Thế này em về em chưa kiểm tra. Đấy, tất cả hàng đây này. Cái hôm qua về thì em kiểm tra hết rồi. Thì nói chung là bát của nó là bát nguyên zin, tép nguyên zin. Đấy, mỗi cái là loa không có phân tần, bởi vì dòng loa Super Rai kia là thiết kế cho các bác đánh ba vũ trường hoặc sân khấu ngoài trời. Không phải là chỉ có một chiếc này đâu nha. Các bác hình dung là có thanh dây này này. Nào nó sẽ xếp 2 đến 3 chiếc trên một cái khu vực, hoặc là 3 chiếc xếp liền kề nhau. Mà loại này đánh công suất rất là lớn, không có linh kiện nào chịu được cả. Đấy, nên là nó không có phân tần, đánh chiêu quay riêng. Mà lại được thêm cái chiêu quay riêng thì lại chỉnh được chi tiết hơn, sắc nét chi tiết hơn. Nó không bị rối loạn những cái nhịp và tần số. Như còn các bác mà gọi là dùng đám cưới thì không dùng đến hết cái khả năng của nó, thì các bác chế phân tần vào cho nó tiện thôi. Chứ bây giờ nếu mà để gọi là hay hẳn thì các bác phải có một con crossover này. Đấy, và vài ba con đẩy, một con đẩy đánh loa tép, một con đẩy đánh loa bát thì nó khai thác được hết, nó còn cần pha delay nữa. Nói chung là chuyên môn. Đấy, ok nhá, giới thiệu hàng thế thôi. Đấy, các bác nào quan tâm thì trực tiếp nhé. Công suất thông số này, loa súp 30-2 con trăm này. Đấy, đấy, đây logo của nó này, turbo xào, xịn chưa? Hàng này các bác bảo không xịn nữa đi. Hàng này anh em thị trường bán rất nhiều nhá. Giá thì em xin phép không báo, em sẽ báo giá trong những video review những siêu phẩm này. Review con nào báo hàng còn ý, báo tiền còn ý. Còn những hàng nào em không được phép báo giá thì em sẽ không báo giá. Ok được à, ok nhá. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.